Đạt hả? Đạt Đạt chạy vô ngay chỗ cái chỗ có bông bông đẹp đẹp nè, rước anh đi Đạt, anh mới tới nè. Mở dây cho. Dạ tôi xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Tôi cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Hiện tại Tùng đang ở bờ kè thành phố Sa Đéc. Hôm nay cậu Út với em Đạt á lên trên đây để giăng lưới neo á cả nhà. Tùng mới tới à, Tùng mới điện em Đạt để vô rước Tùng. Cậu Út với em Đạt vừa tới rồi cả nhà. Ở đây giăng có con tay hả cậu? Đây là cậu Út ba của em Đạt cả nhà. Này nước chắc màu quá hả cậu Út? Đây là tay lưới của cậu Út với em Đạt cấm lại à. Thông thường thì bổ hai tay, bữa nay tay này mình dọn lên mình không bổ. Mình chơi. Dạ. Ông kìa hỏi ông kêu nó nước yếu chứ lắm rồi. Giờ này cậu Út mình ngồi ở trước để kéo lục bình chơi cả nhà ơi. Thấy cái bông nào đẹp đẹp mà hái. Hái giống mì nha. Lục bình ngoài này quá chừng. Đúng là chân lằn luôn nè. Dạ. Bởi vì mới đau chứ hai bên cách chừng 10 thước đâu có cộng nào. 4 thước à. Ngay lằn luôn kìa, bữa con dặn bữa ngay lằn nước chảy luôn kìa. Bữa vừa có phao vừa tới luôn. Hụt có bỏ chút nữa. Sau thời gian chờ đợi cũng tới lúc mấy cậu cháu mình cuốn rồi. Nước cũng còn lên gịnh gịnh nên trời cái đầu này hắt dữ luôn. Hắt vô cái góc đây. Nổi dính cái sủ dâm. Nghe ngay vậy cái sủ dâm nữa. Đó, bắt lại luôn, ếch ăn. Cái chuyện chưa hết rồi đây. Chưa. Phỏng ngon ở lâu ở chín. Chín sầu. Chưa thấy có gì hết. Đất chết luôn. Xác cái này cũng hay dính lưới neo lắm. Để xác xác vô để cá chẳng hẻm tạp vô. Cắt trò. Tính tới thời điểm này thì mình dính được hai con cá nha cả nhà. Một con kho lạc và một con làm chả nè. Thôi đó bà cậu, nhiêu đó con đủ ăn rồi, bà cậu cho cá bánh đi, đủ ăn rồi cậu ơi. Ủi luôn. Quá. Ủi anh Tùng ơi. Ủi dở rồi nè, nổi. Nè, nè. Nổi rồi hiểu không? Đây ủi có cá đó. Nè, nổi á. Rồi thì hơi ngó cái đặt cho anh đặt. Nói cây dùm anh nha. Rồi. Có gì động đậy là chụp tiền nha. Ủi đại ngang vô luôn đi. Ủi cái này có cá đó. Keo này bự bự quá. Có lên chưa? Lên này, lên này, lên này.
Bò bò chạy vậy chứ sống dữ vậy. Dạ. Thấy mà anh chạy nhẹ hiều à, đơn giản thôi mà sống. Quá sống. Chưa có gì chăng vậy? Từ chưa mà mới hết. Mới ủi vậy hả nè? Hồi nó vô chích trong nó có. Chưa. Tới cạn luôn à. Đây cái cắp cũng có nè. Gì vậy? Lan ra, xà lan ra. Cho nó ra cái này. Cho ra cái này. Nó bự lắm. Cái mày dính hay lọt lưới sọt sọt. Yeah. Cái mày dính vậy lọt lưới nghe thịt. Chiếc chồng nha. Ra ra có hơi đồng hay gì. Gỡ cục đó đi cha. Đâu? Đó. Của lưới đây cũng hồi hộp quá ta. Bởi vì đạn tứ lung tung đạn chứ không thấy hả? Đi hướng nào đây? Cái gì? Đi xuống.
chị xuống ha, đi quéo qua anh mà. Đâu anh đâu hả? Có cái sổ hai con, hai ba con luôn rồi. Vô rồi, vô rồi, cả nhà ơi, vô rồi, nãy giờ mới thấy nè. Nổi lưới luôn rồi. Được luôn, được luôn. Hả hả? Đừng la. Không la sao được, không la sao được. Trời ơi, không la sao được. Đó là anh. Về mà không cho la hết rồi. Lặn nữa rồi, lặn nữa rồi. Ê, lặn nữa rồi. Ghê hả? Đổi hướng à. Trời ơi, có cá mà kêu đừng la, đừng la. Ông ơi, ông mình có la hả? Tự mệnh về tới đây hả? Được luôn rồi, đã thiệt. Nãy giờ mới có ba con cá à. Hai cá xế con cá ông trò. Lên hai cái thủ lượt thôi, đã thiệt. Hướng nào rồi? Vô. Đang nghiên cứu. Đó, được đó, kìa. Đó, được kìa, à. Được kìa. Vô rồi, vô rồi. Trời ơi, phút cuối dính dữ rồi. Quá rồi. Vô, vô. Rồi xà lan không biết đường chạy luôn rồi. Ô, đẹp quá đẹp ơi. Con cá vô đi đó. Trời ơi, mặt dữ rồi. Dính lại dính vậy đó. Nó được chút xíu à. Dính lại dính vậy đó. Tết hay gì đó. Qua lần rồi. Không nhưng mà ý đó là tới dính đó là tới điểm đó hả? Ừ, nó dính chút xíu vậy đó. Vô đây là cũng có dính đâu hết. Không có dính chồng gì nữa. Có sát nữa kìa. Ha, được nào nữa không? Đó. Đó bọc đó. Cá gió. Ngồi vậy ha, đây có điểm nè. Dính vậy. Chùm một. Thôi kỳ nào con cãi cổ nghe con đầm bơ thấy cổ văng sông sẽ dạt qua. Cái dính có bầy đó cổ. Rồi lắm chừng bữa nay á. Nhớ là dính như cái hú gì đó lên chùm lên chùm vậy đó. Mà kỳ đó nằm mơ thấy dữ lắm nha, nó nổi dài dài luôn á. Cá sủ dính quá dính hả? Hơn cá hú nữa mà. Đã hai ta. Mấy bữa trước cùng dữ hả này. Ngày qua cũng y vậy đó. Năm trước cũng dữ.
to đó. Đó, con to. Vô đây lúc nào cũng dính cái xuống dầm. Đó ha. Lùm góp cả nhà ơi. Chung bữa nay không nhiều mấy nhưng mà cũng gọi là có thu nhập, cũng đỡ. Sống được hả Đạt? Được. Sống được. Nước không thận mà. Chứ không phải tại anh hả Đạt? Đầu tiên anh tâm được rồi. Được rồi. Không, nước nghịch vậy là vui rồi, vui rồi. Vậy rồi, vậy rồi. Cậu Út nói vậy là con khoái rồi, đã có lý rồi đó. Tại nước nghịch nước mà. Đó, như cậu Út nói ra cả nhà, hôm nay là không có thận nước. Cậu Út với em Đạt mình làm thêm thôi, kiếm thêm thôi. Bởi vì mình không có đánh chủ lực là hai tay lưới mà là một tay thôi. Một tay mình để đây rồi. Thì bữa nay dính được 4 con cá sủ nè. 3 con cá sát. 4 con cá sủ và 3 con cá sát. 3 cá sát này cả nhà. Cá sát này béo thơm ngon lắm. Cái học trò này thì nhỏ quá. Này não chả cũng không được nhiều thịt chân. Con này vàng gấu gàng hết à. Vàng nín nè. Xuống vàng, còn bên đây xuống bạc. Ở nay vàng bạc có đủ hết chân ta. Vậy rồi thì đây là tất cả số cá hôm nay cậu Út và em Đạt dính được cả nhà ơi. Đây cũng rất là mừng. Cuối lưới cũng được bà cậu đãi. Chứ không thôi là tưởng nó không có rồi. Con này chừng nhiêu ký đây? Nhỏ này. 8 cái 9. Đực này cửa con đực hả? Đực. Vì là ba cái một đực. Đây rồi, đây là tất cả số cá hôm nay cậu Út và em Đạt dính được cả nhà ơi. Tùng kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Tùng, cậu Út và em Đạt xin hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo. Bye bye, bye bye, bye bye. Tạm biệt mọi người.